Vấn đề lớn nhất gặp phải ở đây là phèn. Mình nhìn kỹ lại, kiểm tra kỹ lại thì nó bị sâu. Và với chuối thì thực ra nó chẳng sao cả. Và nếu nó có chết một vài cây, nó cũng có lụi đó, thì đó cũng là cái chuyện là cái chọn lọc tự nhiên thôi. Ở là cái bầu này, ở dưới này kia là bầu xị. Ăn nó ngọt hơn bầu so xanh rất là nhiều. Ngọt và nó mềm, nhưng đồng nghĩa việc là mình vận chuyển nó bị hạn chế, nó dễ bị giật. Và cũng tùy theo khu vực nữa. Do là mình làm hàng để mà mình cung cấp cho chợ đầu mối, nên là cái việc quy cách thu hoạch rồi là lên lịch trồng nó rất là quan trọng. Chào các bác, hôm nay thì mình lại quay trở lại vườn cái mô hình phát triển mà bữa giờ mình có chia sẻ với các bác. Thì hôm nay cũng một số cái vấn đề về cây trồng cũng như là cái lượng hàng hóa. Thì nói sơ một chút thì đây là cái diện tích như bữa giờ anh em thấy. Cái này thì vẫn là chuối và một số cây ngắn ngày như bầu với mướp. Còn cái góc bên kia kìa là đang mở rộng ra liên kết với bác hàng xóm bên đấy trồng rau muống. Thì còn góc bên kia xa xa nữa một chút nữa mình sẽ qua thì có thì mình đang làm là cải với dưa leo, trồng tập trung chứ không có trồng sen trong cái vườn chuối như này. Đấy, thế còn cái góc bên này thì đất ruộng vẫn còn, cái quỹ đất của mình còn để mình mở rộng. Nhưng mà hôm nay thì mình xuống để fix lại một số cái vấn đề. Thứ nhất là cái câu chuyện về cái thu hoạch, quy cách thu hoạch rồi là để mà làm hàng hóa trên cung cấp cho chợ đầu mối. Và một số vấn đề về cái khu đầu tư hiện tại này. Chắc có lẽ là đi một chút, đi thăm một chút về cái chuối. Cây này bữa trước đào cái này lên nên là nó bị đỏ, nhưng mà bên trong kia có vẻ một số cây nó đang gặp vấn đề. Thế thì chuối thì nó rồi, bầu thì cũng nói cho mọi người biết rồi đó. Thì bữa nay bầu tôi cũng đang tàn rồi, đang chuẩn bị mình cũng cho chuẩn bị trồng cái lứa mới luôn. Còn sen đây là cà tím này, cà tím này, cà tím thì nó bắt đầu lên cũng rất là tốt, có trái ở đây, một số cây có trái cũng to to. Đấy. Bên này cái đất thì hiện nay là tính thời gian ra thì tụi mình mới lên được khoảng là hơn 3 tháng, nên là cái vấn đề lớn nhất gặp phải ở đây là phèn. Nên là thành ra thì đây, cái nước phèn cái góc đầu này nó vẫn còn đỡ. Tuy nhiên tụi mình đã xử lý sửa phèn rất là nhiều và nó cũng tương đối hiệu quả rồi đấy. Nhưng mà cái cây trồng với cây trồng thì nó nhạy cảm. Ở đây bên này bữa trước là có trồng dưa leo và khổ qua mướp đắng á, nhưng mà nó bị phèn nặng quá nên nó không lên được nhiều. Thì tiếp theo là mình sẽ đi trồng bầu luôn. Đấy. Nhưng còn chuối thì nó lên nó tương đối tốt. Mà đây, như cái này thì hiện nay là đang bị sâu. Ai, quá trời còn sâu. Đấy. Sâu lạ. Tại vì thực ra thì bọn mình không phun thuốc. Hai nữa nó là một cái kiểu như là cái chọn lọc tự nhiên. Đấy. Còn bầu thì nó là cây khỏe mà, lên rất là tốt. Đây, cây này mình nhìn kỹ lại, kiểm tra kỹ lại thì nó bị sâu. Và với chuối thì thực ra nó chẳng sao cả. Và nếu nó có chết một vài cây, nó cũng có lụi đó, thì đó cũng là cái chuyện là cái chọn lọc tự nhiên thôi. Đây, nhưng mà thấy đây không có làm cỏ, không có xịt cỏ. Mình, nếu mà nó lên nhiều quá thì mình sẽ làm bằng thủ công chứ cũng không có xịt đâu. Đấy, ở đây thì ngoài bầu bán trái thì mình còn bán ngọn cơ. Đấy, chuối lên cũng ok lắm. Đây, như cây này nó bị ảnh hưởng, một là phèn. Những cây mà nó không lên được, một là phèn, hai là sâu. Đây, sâu này, sâu ăn lá nõn. Đấy, thì thực ra thì đúng ra mình xịt mình sửa cũng được, nhưng mà với cái cây đầu này cái năng suất của nó không đạt lắm đâu, nên là mình cũng không có mong muốn. Hình như những cây này thì lên đẹp, và quan trọng là những cây con này đó, những cây con thì nó ở những cái vụ tiếp theo nó mới ok, những cái lứa chuối tiếp theo sau mà cái cây mẹ này nó xong rồi thì cái cây con nó mới lên đảm bảo hơn. Đấy, đó là riêng cái chuối, những cái chỗ này. Còn đây là cái bầu này, hôm nay là chuẩn bị trong lứa mới. Còn là cái bầu này, ở dưới này kia là bầu xị. Ăn nó ngọt hơn bầu so xanh rất là nhiều. Ngọt và nó mềm, nhưng đồng nghĩa việc là mình vận chuyển nó bị hạn chế, nó dễ bị giật. Và cũng tùy theo khu vực nữa. Ví dụ như trên thành phố Hồ Chí Minh, chợ đầu mối Bình Điền thì người ta lại
nhập và người ta bán cái bầu sa xanh nhiều hơn là cái bầu này, bởi vì đơn giản thôi, cái bầu này nó ngon nhưng mà nó tỷ lệ đậu trái nó lại thấp. Như vậy thì cái việc trồng với việc kinh doanh ấy, nó không có lợi. Đấy, thì người ta trồng bầu kia nhiều, còn lại là ở dưới miền Tây, dưới Đồng Tháp đây thì người ta bà con mình lại ăn cái bầu xị này nhiều, nó mềm và nó thơm hơn. Đây, nhưng còn như cái chuối này bây giờ lên rất là đạt rồi, vừa lên là cây mẹ và vừa ra hai cái nhánh cây con. Đây, cây bên này cũng vậy. Đấy, thì cái việc chuối mà nó bị một số cây như này thì nó không phải là vấn đề lớn. Thực ra nó cũng nằm trong cái giống như là mình cái xác suất, cái tỷ lệ. Cây bên này nó ra bốn nhánh con, như vậy là sắp tới mình sẽ có một cái cả tiếng là như này. Anh em mới bón phân. Đấy, thì ở đây thì cây ngắn ngày cũng như cây dài ngày là mình không làm theo, không sử dụng phân bón hóa học cũng như là thuốc bảo vệ thực vật có thành phần hóa học, toàn bộ là sinh học hết và hướng sắp tới nó phải là hữu cơ. Đấy, này, cái vụ chuối này nó cũng lên rất là đẹp. Cái mật độ trồng của mình ở đây là đó, hàng các hàng thì như này, nó khoảng là 3,5 m chiều ngang đấy, 3,5 m. Mật độ trung bình thì khoảng 1 hecta là mình trồng ở đây là 1.700 bụi. Ok, đấy thì đến thời điểm này thì riêng anh bầu này là để tụi mình có 4.500 gốc ở cái lứa đầu của 5 lít như này ở phía bên kia. Còn đây là bầu mới, mà cái liếp này trước đây nó là dưa leo và mướp đắng, thì bây giờ nó hết lứa rồi, mình phá đi mình trồng, mình tiếp tục trồng bầu. Đây là 5 liếp bên này thì mình đã được thu khoảng 1 tuần này rồi, gọi là hơn 1 tháng đi, thì cái sản lượng đâu đó nó nằm khoảng là 13-14 tấn rồi đó. Thì còn cái giá trung bình thì nó nằm khoảng là từ 7, có bữa xuống cũng 4.000-5.000 cơ, nhưng mà có bữa thì lên được 12.000, thì trung bình nó khoảng là 7-8.000. Đấy, thì các bạn cứ nhân ra cái số tiền thu được từ bầu cũng đủ cái một nguồn thu để mình vận hành hệ thống thôi. Đấy, thì riêng cái bầu. Còn bây giờ mình đi qua bên kia là rau muống thì do là cái nhu cầu khi mà tụi mình mở cái hệ thống ấy, thì cái nhu cầu đầu nhập đầu hàng của các bên họ đặt hàng ở bên kia nữa là cái mình đi qua bên đấy, bởi vì cái anh rau muống này nó cũng có nhiều cái đặc thù lắm. Còn hôm nay thì cũng sẽ có nhập hàng cho chợ đầu mối Bình Điền và trên Tam Nông, thì cái để xem nào mình có thời gian thì mình sẽ phân tích, mình sẽ lên chợ để cho mọi người thấy là mình sẽ phân tích thêm về cái cách hoạt động của cái chợ, nó giao dịch như vậy thì nó ảnh hưởng đến cái giá cả cũng như là cái nguồn cung cầu hàng hóa mình như thế nào, và có thể tham khảo để mà tính toán cái việc sản xuất. Đấy, ok, bây giờ đi qua bên kia đấy nha. Bên đây có vỏ bầu, nhiều khi mình cắt á mình bị sót để lại là nó bị già, nó to, rất là to. Còn này phải 2 ký. Mai mốt mà sau khi xử lý phèn xong thì chắc sẽ nuôi thêm ít ốc hoặc là cá. Lượng bầu giạt này, rau trái giạt nó rất là nhiều. Những trái này trái bầu to đùng rồi, đặt ra còn non nữa. Bầu ngọt lắm. Ok. Đây, tàn rồi. Lượng bầu giạt nó nhiều lắm. Bắt đây thì nếu mà ốc này, cá cua chắc là nó sơi cũng nhiều. Đây, mình không thể hết được đâu. Mướp đắng hay dưa leo bên kia cũng vậy. Có những bữa mà đi dầm dầm trong clip
có những quả to đùng luôn mà già cắn rồi. Đây quả bên này là rau muống, rau muống hợp tác với cái miếng này thì đất của bác hàng xóm khoảng 2 công. Bây giờ mình đang hợp tác để mà đặt hàng cho bác cái trồng rau muống. Ở đây là rau muống hạt, rau muống hạt. Đấy. Rau muống hạt thì cái hôm nhập hàng đầu tiên lên chợ á, thì người ta nó cũng có những cái tiêu chuẩn của nó, ví dụ như là cái cọng này nó cũng không quá to, và nhưng mà nó phải dài hơn, nó phải dài đều 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 như cái đám trong này này. Đấy. Và nó phải còn gốc, thì đấy là cái rau muống hạt. Đấy. Còn lại là cái rau muống nước á, là cái rau muống nước thì mình thu là mọi người sẽ cắt xong là bó lại, xong xén đuôi. Đấy. Và khi mà đem lên ấy, thì họ sẽ giữ ẩm để cho cái cọng rau muống được tươi. Đấy. Thì riêng cái rau muống hạt này thì bữa giờ nhập chợ nó khoảng là 4.000-5.000. Đấy. Đấy. Thì mỗi ngày bên này mới thu hoạch được khoảng 2 liếp. 2 liếp thì sản lượng đâu đó nó là khoảng 3 tạ, 300 kg, trên dưới 300 kg. Thì ví dụ nhà hôm nay thì bên kia mấy cô đang thu thì cũng để lên chợ trong tối nay. Đất lên liếp thấp, trải cho. Cắt giờ chiều kịp không? Nãy giờ em tưởng đâu mấy người em đâu theo bên này với bình điền chạy xuống. Dạ rồi mới xuống tới hả chị? Đêm qua bốc hàng xong bắt đầu điện đi bốc phân xong bây giờ mới xuống cái lượm luôn. Dạ mai anh em xem. Dạ này bữa sau mình nhổ, sau mình nhổ gốc chứ không muốn này, đúng ra là nhổ gốc ạ. Dạ, yeah. Tại vì muốn muốn hạt á, chứ còn muốn nước á, thì ở trên đấy mới cắt xong rồi xén gốc đi bó lại nó to. Ừ. Chắc có khi mình bó nhỏ nhỏ lại tí á. Bó lợn nhỏ nha. Để em coi. Để em cũng bó nhỏ để đem nó đem về nhà nữa. Lát sửa lại đúng không? Yeah. Hôm nay cắt được khoảng bao nhiêu? Hôm nay cắt được khoảng bao nhiêu? Cắt trăm trở lại. Mà cắt được nhiêu thì lấy nhiêu. Đủ không? Nay đủ 300 không? Ngày hôm qua thì 309 kg. Dạ. Bữa nay không biết đủ không nữa. Ừ. Cắt ở đâu tính tới đó hả nơi? Tôi mới làm cái từ từ hai bên nương nương nhau. bên này. Giờ bên này như nào báo? Đầu này cọng dài đẹp hơn. Này sao nay ăn lẩu thay cái gì nữa. Đây thì do là mình làm hàng để mà mình cung cấp cho chợ đầu mối. Đấy, nên là cái việc mà lên lịch trồng nó rất là quan trọng đây nha. Người thấy là cái luống lớn này thì hiện nay là đang được cắt 2 luống, thì cái năng suất mình đang khống chế là khoảng là trên dưới 300 kg một ngày thôi. Thế thì xong cái luống này thì sẽ là có những cái luống cạnh bên này. Đấy, nó cứ lần lượt như vậy để mà làm sao là ngày nào mình cũng có cái hàng để mình cung cấp cho chợ. Đấy, thì nó mới đảm bảo được cái sản lượng ổn định, vì làm hàng hóa lớn là nó phải như vậy. Kể cả sau này làm nhập xuất khẩu cũng vậy, khi mà cái chuối này cũng thế. Rồi những cái mặt hàng để mình làm xuất khẩu thì nó cũng phải như vậy thôi. Vì đơn hàng người ta đưa về là nó phải đều đặn. Ví dụ như theo ngày, theo tuần, theo tháng, thậm chí theo năm. Đấy thì tùy theo loại mặt hàng. Đơn giản như cái rau muống này thôi. Và cái chợ tiêu thụ nội địa. Đấy, còn đây, bên này là cái
khu vực cái đất của tụi mình, thì mình lại tiếp tục liếc. Nhưng bên này thì chỉ có đơn thuần là mình trồng màu thôi. Ở đây là có hành này, thì đang làm giống. Cái lúa này sẽ làm hành, dưa leo và cải ngọt. Thì cứ như vậy, và mình sẽ luân phiên về cái diện tích đất. Thì như vậy thì mình sẽ có cái lượng hàng hóa cung cấp. Lại đúng vấn đề là chỗ đấy. Và khi mình làm tập trung thì cái công nó cũng nhàn đi, nó cũng dễ chăm hơn là khi mình làm xen như bên kia. Và xen bên kia thì cái nền nó là cái chuỗi. Đấy. Chỉ khoảng là 15 ngày nữa thôi thì sẽ thấy, mọi người sẽ thấy xanh hết. Lúc đấy là sẽ có hàng hóa. Bây giờ là chất rau không muốn bầu lên. Thì cái cách chất như nào thì cũng có cái quy cách của nó chứ. Cách làm hàng đi chợ đầu mối mình nói cho mọi người nghe. Xe máy chở ra thì bây giờ mình sẽ chất nó lên này. Thì cái cách chất thì nó như này thôi, cũng đơn giản thôi. Mình như cái hàng trên thì mình chất nó hơi cao một chút nên chất thấp thấp thôi, khoảng 70 cm. Chứ chất cao quá thì nó cái trọng lượng tổng thể nó sẽ nặng, nó đè cái rau dưới nó dập. Hàng hôm nay thì tụi mình có rau muống. Rau muống này thì của một cái bác bên hàng xóm mà mình hợp tác liên kết ấy. Còn lại là bầu. Bầu thì tổng xe thì nó rau muống này nó khoảng hôm nay là có khoảng 3 tạ, 300 kg, 290 mấy gần 300. Thì cái cách làm hàng chợ như mình nói trong buổi sáng thì mình sẽ bó thành một bó lớn như này. Đấy. Đầu tiên là bó thành những cái bó nhỏ như này, nó khoảng là 2 gram 3 gram. Thì bó thành một cái bó lớn như này là khoảng 2 kg, hơn 2 kg gì đó. Đấy thì mình và đây là cái muống muống hạt, gọi là muống gốc ạ. Nhưng mà đúng ra thì cái muống này trong những chuyến hàng lần sau là mình sẽ yêu cầu là chợ họ yêu cầu là để nguyên gốc chứ không có cắt gốc. Tức là để cắt gốc để nguyên gốc thì nó còn có rễ này này, rễ này. Đấy, bởi vì muốn hạt mà. Yeah. Thì chuyến hàng sau nó sẽ cái hình thức làm hàng nó sẽ khác. Đấy, còn cái cây cây nó dài như này thì ok rồi. Còn nó đều cây, chứ còn ở đây thì là người ta chăm cũng chưa có chuẩn. Thế nên là cái cây nó có cọng này, cọng nó có cọng to, cọng nhỏ. Thế nên là người ta chợ họ cũng phản hồi cái điều đó. Thì bác nào làm hàng mà nhắm đến các cái đầu mối lớn thì phải để ý cái quy cách hàng, mà kể cả sau này làm hàng xuất khẩu cũng vậy thôi. Phải để ý cái quy cách hàng mà cái bên đặt hàng họ yêu cầu. Đấy, còn là khi mà mình cắt xong á, mình bó rồi xong xuôi thì mình ra mình tưới chút nước để cho giữ được cái độ tươi của nó. Bây giờ là 5:30, chất xong hàng bầu nữa thì khoảng là 6:00. Hôm nay thì bầu cũng có đi giao ở vài chỗ khác nữa, Tam Nông rồi là bên Cao Lãnh nữa, một số thì đi lên Bình Điền. Nên là cái hàng hiện nay ra là mình không có lo đầu ra. Và ngoài rau muống ra thì mình cũng đang đặt hàng với các bác xung quanh là mỗi người một món, vừa là mỗi người một món cho nó tính nhất, nó vừa tính chuyên nghiệp trong canh tác, làm nó chuyên môn thì nó hiệu quả hơn. Thứ hai là mình đảm bảo được cái lượng hàng, quan trọng là đảm bảo được cái lượng hàng. Đây, một chút nữa là sẽ chất bầu. Ok, bây giờ mình làm tiếp đã. Ok thì đó, mọi người thấy cái phương án làm của tụi mình, cái mục đích vẫn là cái mở rộng cái sản xuất, liên kết hợp tác với bà con để mình có được cái nguồn hàng cung cấp trên thị trường, đảm bảo cái chất lượng cũng như là cái số lượng. Cái giá cả thì đương nhiên là bây giờ mình sẽ cắt làm bớt tất cả những cái trung gian đi để mình tối ưu được cái lợi nhuận cho các bên. Đấy, thì còn cái việc mà lên hàng trên chợ Bình Điền, cái cơ cấu hoạt động của chợ ra sao thì các bạn mình sẽ cập nhật trong cái video tiếp theo. Nên là mời các bạn theo dõi.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.